Hello anh em, xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến với video ngày hôm nay trên kênh của Cá Voi Gaming. Hôm nay thì video mình sẽ cùng anh em đi thực hiện một thử thách, đó là thử thách để cho Nauper làm thủ môn bắt chính trong đội hình của Cá Voi Gaming ngày hôm nay. Và liệu rằng hôm nay thì Nauper có thể giúp cho đội bóng của Cá Voi Gaming giành được một chiến thắng hay không? Chúng ta hãy cùng đến với trận đấu thử thách làm thủ môn của hậu vệ Nauper trên kênh của Cá Voi Gaming nha. Đây là đối thủ của chúng ta để thử thách làm thủ môn hôm nay đối với siêu hậu vệ Nauper. Và vừa rồi là đội hình xuất phát của hai đội đều tung ra đội hình mạnh nhất của mình trong trận thi đấu ngày hôm nay. Liệu rằng đội bóng nào sẽ có được chiến thắng đây? Chúng ta cùng đến với hiệp 1 của trận thi đấu ngày hôm nay. Trong hiệp thi đấu thứ nhất này thì đội bạn sẽ bảo vệ cầu môn bên trái với trang phục là áo màu xanh da trời và quần màu xanh da trời. Liệu rằng hôm nay thì Nauper có thể tỏa sáng đúng lúc để cản phá những tình huống dứt điểm của đội bạn, giúp cho Cá Voi Gaming có được chiến thắng. Vừa rồi là một tình huống chuyền bóng về cho Nauper và pha chạm bóng đầu tiên của siêu thủ thành Nauper. Chúng ta vẫn đang kiểm soát tốt trận đấu ngày hôm nay, liên tục là những pha phối hợp qua lại nhằm kéo giãn hàng phòng ngự đối phương. Đây là tình huống cắt bóng nào, đường truyền dành đến cho pha di chuyển của Erling Haaland. Một tình huống đi bóng rất tự tin của Erling Haaland và như vậy thì các cầu thủ của chúng ta chưa thể có bàn. Và ngay lập tức là một pha áp sát, cuối cùng thì sau hai pha dứt điểm, Erling Haaland đã có cho mình bàn thắng mở tỷ số 1-0 trong trận thi đấu ngày hôm nay. Ở trên hàng công thì Erling Haaland đã lập công và ở bên phần sân nhà, Nauper vẫn đang đứng vững trước những đợt tấn công của các cầu thủ bên phía đội bạn. Đây tiếp tục là một tình huống dứt điểm thuộc về Erling Haaland, cầu thủ người Na Uy đang là cầu thủ có nhiều pha dứt điểm nhất. Tình huống phát bóng lên của thủ thành Hugo Lloris. Một pha phát bóng rất mạo hiểm lên phía trên. Đây là Mbappe. Vừa rồi là một đường truyền về không thành công. Casemiro là người đã cắt được bóng ở tình huống vừa rồi. Và sau đó là một pha tận dụng cơ hội khá hay của Casemiro. Anh đã có bàn thắng đầu tiên vào lưới của thủ thành Nauper. Một thoáng sai lầm của hàng thủ bên phía Cá Voi Gaming đã phải trả giá với bàn thắng của Casemiro. Liệu rằng các cầu thủ bên phía Cá Voi Gaming sẽ làm gì ở những phút tiếp theo của trận đấu để có được một chiến thắng trong ngày thử thách thủ thành Nauper hôm nay? Đây là một đường truyền dành đến cho Erling Haaland và lại là tình huống thoát xuống của Haaland. Tỷ số đã được nâng lên thành 2-1 cho các cầu thủ bên phía Cá Voi Gaming. Người đang có bóng đó là Di Maria và đây là Joao Cancelo. Một đường truyền rất thoáng dành đến cho đà di chuyển của Erling Haaland. Những pha chuyền bóng sau đó của Erling Haaland vào trong thì bóng lại chạm người hậu vệ đối phương và chưa thể đi vào bên trong. Một pha cắt bóng tương đối hay và bình tĩnh. Đây là tình huống tranh cướp bóng của Marco Verratti, tuy nhiên không thành công. Xin mời anh em cùng quay trở lại với hiệp thi đấu thứ hai để chúng ta cùng tiếp tục thực hiện thử thách làm thủ môn hôm nay đối với thủ thành Nauper trên kênh của Cá Voi Gaming. Hiệp 1 là một hiệp thi đấu khá thành công của Nauper khi anh chỉ phải vào lưới nhặt bóng duy nhất một lần với một pha sai lầm của hàng thủ bên phía Cá Voi Gaming. Pha bóng phạm lỗi của các cầu thủ bên phía chúng ta và ngay lập tức thì Ronaldo đã gặp chấn thương. Đội bạn đã có tới 3 sự thay đổi người và đây là một tình huống đá phạt ở phút thứ 53 của trận đấu. Đường truyền của Bruno Fernandes, một pha đá phạt theo bài. Và như vậy thì tỷ số đã được đưa trở về vạch xuất phát. Đây là tình huống giao bóng của các cầu thủ bên phía Cá Voi Gaming. Người đang có bóng đó là Kevin De Bruyne. Erling Haaland là người vừa có đường truyền. Tuy nhiên thì pha chuyền bóng vừa rồi đã bị bắt bài. Vừa rồi là một tình huống tấn công của đội bạn và chúng ta đã cắt bóng thành công. Đây là một đợt phản công dành đến cho đội bóng bên phía Cá Voi Gaming. Liệu rằng có bàn thắng ở tình huống tấn công này hay không? Messi đang là người có bóng. Tuy nhiên thì có rất ít cầu thủ tham gia tấn công bên phía Cá Voi Gaming ở tình huống này. Và bóng đã nằm gọn trong tay của thủ thành Hugo Lloris. Hy vọng những phút tiếp theo của trận đấu thì Nauper sẽ giữ sạch lưới cho đội bóng của Cá Voi Gaming. Tình huống thoát xuống quá hoài của Erling Haaland. Tuy nhiên thì lại không có bất cứ cầu thủ nào của Cá Voi Gaming ở trong để có thể hỗ trợ pha tấn công vừa rồi. Vừa rồi thì Nauper không biết dùng tay hay là dùng người để có thể đỡ được pha dứt điểm vừa rồi. Tình huống đi bóng của Erling Haaland và đây là một cơ hội để cho chúng ta có bàn. Không thể có không có bàn rồi và tỷ số được nâng lên thành 3-2. Angel Di Maria là người đã lập công giúp cho đội bóng của Cá Voi Gaming. Đây là tình huống tấn công thuộc về đội bóng bên phía Cá Voi Gaming. Người đang có bóng đó là Marco Verratti. Một đường chuyền khá hay. Một pha chọc khe dành đến cho Kevin De Bruyne. Tuy nhiên thì đội bạn cũng đã hóa giải tình huống tấn công vừa rồi. Đây là thủ thành Nauper.
Đúng lúc này thì tiếng còi của trọng tài đã cất lên và trận đấu đã kết thúc với tỷ số 3-2. Cảm ơn anh em đã đón xem màn thử thách làm thủ môn hôm nay của hậu vệ Nauper. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo trên kênh của Cá Voi Gaming nha. Bye bye anh em.